Cây này phát chưa đồng? Cây này phát cái lắm mà đọt này phóng ra cao rồi. Này, cái phân này từng lễ nó đọt này ra cây nào nấy nó ra cao lắm rồi. Đọt nó phóng đọt đều hết rồi. Vâng, bữa nay trở lại kênh YouTube cùng Kia Ga Dường quý con ha. À, thì uh, Kia hôm nay chia sẻ ở cái video này cho quý bà con là à, chúng ta sau khi mà sử dụng cái phân vi sinh quả của lửa 007 và chọn với cái, cái uh, bu mắt xe băng. Đây, cái bọc phần này quý bà con ha. Đó. Ok ha. À, có những mấy chủng vi sinh à, phải nói là tuyệt vời nè à, sau khi mà chúng ta sử dụng à, bón cho tất cả loại cây trồng trong đó có cây sầu riêng hai quý con thì à, sau mới có 7 ngày thôi cũng như chia sẻ của à, chú đông chú dương à, ở cây lại tiền giang à, chú chia sẻ là à, phân quá im à, quá im à, sau mới gãy mới 7 ngày thôi mà à, nó phát triển đọt như thế này nhưng mà bên cạnh đó nữa thì cái lá nó khá là dày nha quý con nha à, khá là dày cái đọt nó gà nó bóng như thế này nè đó. thì giác này thì tầm à, khoảng cỡ 9 giờ sáng theo quý con ha à, 9 giờ sáng mà quý con thấy cái lá nè à, cái lá nó bóng mướt rất là mướt luôn ha đó, đó thì à, cái vườn của chú à, trước đây Kia cũng chia sẻ cho tất cả quý con ở nhiều video trước là à, thứ nhất là về cái quy cách trồng thứ hai là về cái quy cách mà À, chúng ta đắp mô lên mô quý vị con à, thì cũng có cái điểm đúng và và còn những điểm còn hạn chế ha à, thì Kia khắc phục đến thời điểm này nữa là ba lần rồi ha ba lần rồi thứ nhất là gì à, là về cái mô đất nè à, về cái mô đất à, chú lúc trước là chú trồng à, để cái cái bầu nó khá thấp thì Kia cho bới bới gốc ra hết ha à, bới gốc ra hết nó lồi lên nó mô như này nè à, thứ hai à, nữa là đất đất mà nó 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 bị nó nó bị lở nữa quý cô à, tất nhiên là những cái tầng keo đất mà nó à, không có cái sự mà kết cấu chặt chẽ lại à, nó sẽ bị gờ gạt ra à, thì từ nên từ cái chỗ đó là cái cây mình ngay từ khi mà chúng ta trồng xuống thì nó kém phát triển ngay từ từ ở cái giai đoạn ban đầu nha quý vị con nói thì À, thời gian qua thì KIA à, cũng cho sử chú à, sử dụng à, những cái thành phần dinh dưỡng thiết yếu để cho những cái tầng keo đất à, những cái tầng keo đất cho nó có sự kết dính lại à, kết dính lại à, cho đất cho chúng ta nó tơi xốp lên nó thông thoáng hơn để cho cái hệ rễ à, màng của cây à, để cho nó phát triển à, phát triển và chúng ta định kỳ theo định kỳ à, hàng À, hàng, hàng hàng tháng là chúng ta phải bón dinh dưỡng và đồng thời nữa thì chúng ta phun những cái 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 vi lượng cần thiết à, cái vi lượng cần thiết để chúng ta bổ sung cái dinh dưỡng qua lá à dinh dưỡng qua lá để giúp cho cái quá trình à à trao đổi chất của cây cũng như là quá trình quan họp à, của à, của những cái 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 cái, cái lá như thế này à, à để chúng ta um, À, dẫn chuyển những cái à, đường bột à, đường bột à, từ giữ đất lên cũng như là những cái 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 cái, cái, cái à, dinh dưỡng à, dinh dưỡng à, để nó hấp thụ qua à, cái lá à, ở cái cái cái, cái à, thời điểm mà lá nó quang hợp à, để cho cái cái đọt nó có cái sự sinh trưởng và phát triển à, tốt đây à, quý vị còn thấy ha à, à, nói có sách mắt có trứng à, người thật việc thật à, quý vị còn ha đó quý vị còn thấy ha nó thì đơ mà để cho nó tối ưu hơn nữa để cho cây sầu riêng chúng ta nó không có bị chừng lại à, sau khi cái quá trình mà chúng ta khắc phục nó phát triển tới cái mức độ như thế này à, thì chúng ta làm làm sao để để cho cái cây nó phát triển luôn chứ nó không có bị chừng lại đây quý bà con thấy ha cái đọt sầu riêng ở nhiều video rồi á à, kia cũng chia sẻ với quý bà con chúng ta là à, khi mà cái cây nó sinh trưởng và phát triển á, à, thì cái đọt sầu riêng nó sẽ đứng à, sừng sững như thế này À, sừng sững như này nhất là nó sẽ đón, đón nhận những, những, những cái đầy đủ những ánh sáng ha giúp cho cái, cái quá trình mà, mà, mà quan họp nó diễn ra ha được tốt hơn cũng như là à, cái, 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 cái sự sinh tồn của cây ha nó phát triển mạnh, mạnh mẽ hơn ha quý bà con. đó đó thì đây cũng là đây cũng là một cái 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 video hôm nay Kia cũng có nói rồi đó chia sẻ với quý vị con sau khi má ta sử dụng cái phân quả của lửa 007 cộng với cái bùn mát sa băng đồng thời chúng ta phun những cái dinh dưỡng vi lượng qua lá để tạo tạo lên một cái cái dinh dưỡng thiết yếu ha quý vị con để cho cây chúng ta nó sinh trưởng và phát triển tốt đồng thời nữa đây đây là cái thời điểm cái thời điểm những cái cái cơn mưa à, cái cái cơn mưa gãy gác à, đầu mùa. bây giờ hiện tại giờ cũng chưa chưa vào một cái, cái 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 cơn mưa cái cái vụ mưa mà mà chính chính vụ hàng năm á quý con à, ít có mưa dầm ha. À, thì cho nên những ngày nắng à, nắng 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 rắc, nắng chói chang à, có có khi đến là 35 hoặc 40 độ C ha. Thì quý con thấy là là là, là cái, cái 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 ánh nắng nó 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 khá nó khá là mạnh ha. À, cho nên này nữa nếu mà đất chúng ta à, đất chúng ta mà À, chúng ta khô quá ha khô quá thì nó sẽ sinh ra những cái nhiệt À, nó làm ảnh hưởng tới cái rễ cho nên là kia cũng khuyến cáo à, quý vị con cũng như là cái vườn chú đông này và cái cỏ này nè quý vị con này và cái lúa rài nè tại vì đây là một cái cái đất lúa ha à, cái đất lúa chú chú lên clip à, lên clip chú chú trồng sầu riêng à, cho nên là quý vị con chúng ta à, thu gom à, cũng như là cắt cắt dọn cho cái những cái lúa này cho nó gọn gàng lại ha quý vị con à, gọn gàng lại và đồng thời nữa thì quý vị con lấy những cái cái à, lúa này nè à, những những cái lá lúa này ha chúng ta đắp hết cái cái mô lại cho kia, à, để chúng ta thứ nhất là chúng ta che che chắn lại những cái ánh à, ánh sáng nào mà, mà chiếu trực tiếp vào à, trên cái, cái mô đất à, làm à, cho cái cây chúng ta nó nó sẽ um, à, khô cằn hơn, à, khô cằn hơn, à, nó mà sẽ, đất nó bị mất nước ha, mất nước làm cho quá trình mà hô hấp của rễ nó diễn ra nó sẽ không được đồng bộ, à, không được đồng bộ à, thì cái cây chúng ta thì nó 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 sẽ à, thiếu nước, à, thiếu nước thì dẫn đến cái sự quan hợp của lá thì nó sẽ à, sẽ đứng lại ha. À, sẽ đứng lại ha. khi mà cái cây nó cái cây nó thiếu nước quý vị con thì những những cái à, những cái 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 khí khổng ha à, những cái khí khổng nằm ở trên lá như này nè, à, nó phải khép lại, à nó nó khép lại À, nó khép lại nó nó sẽ không không mở ra nữa. Tại vì à, à, khô nước à, khô nước mà à, cái cái lá cái lá chúng ta mà nó cái những cái khí khổng á, à, khí khổng trên lá mà nó, nó 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 mở ra nữa thì cái cây nó mất nước rất là dữ à, mà rất là dữ à, cho nên là nó đóng lại à, nếu mà nó đóng lại thì cái quá trình mà quan hợp của lá nó diễn ra thì à, mà không được đồng bộ thì cây chúng ta à, sẽ, sẽ 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 bị à, thứ nhất là À, mất sức đề kháng thứ hai à, là nó bị mất cơ bằng dinh dưỡng à, nó không đầy đủ dinh dưỡng ha quý con ha đó thì đó là những cái cái lưu ý à, cái lưu ý thì kia cũng chia sẻ cho quý cô con à, luôn khi mà à, cái cây sầu riêng ta đang ở cái giai đoạn cây con mà nó phát triển như thế này à, ta làm như thế nào mà, mà để 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 cho cái cây chúng ta à, nó nó càng ngày nó càng phát triển chứ nó không à, có đứng trừng lại ha quý con ha đó đó cũng là một cái à, cái giải pháp tối ưu à, cái kỹ thuật tiên tiến nhất à, à, quý kia cũng chia sẻ cho quý cô con à, rất nhiều video rồi à, thì video này thì kia cũng muốn nhắc lại cho quý cô con chúng ta à, à, một à, một lần nữa à, để cho quý cô con chúng ta dễ hiểu à, dễ nhớ à, à, dễ làm cũng như là dễ thực hiện ha quý cô con ha đó đó thì chúng ta à, cung cấp cái dinh dưỡng qua gốc là chúng ta gãi cái quả lửa 007 là và cái bu mát sao băng à, đồng thời nữa quý cô con À, à, đồng thời nữa thì à, quý vị con cũng à, nên à, cung cấp những cái hàm lượng à, hàm lượng canxi à, canxi à, à và, và và kẽm ha canxi à, và, và kẽm à chúng ta à, chúng ta cộng với cái humic acid à chúng ta nên tạo rễ cho nó thường xuyên à, để cho hệ gãy màng lúc nào cũng sẽ trẻ hóa À, trẻ hóa và những cái cái rễ già thì nó sẽ bị lão hóa và nó chết dần đi à, từ lão hóa mà 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 chuyển à, chuyển qua trẻ hóa à, là một cái là một cái cái giai đoạn là cực kỳ quan trọng hay quý cô à, nếu mà chúng ta không không cung cấp à, không cung cấp cái nguyên à, dinh dưỡng mà kích rễ à, khi mà những cái rễ già nó sẽ bị lão hóa rồi à, thì nó không có những cái rễ non À, không có những rễ non thì cái cây của ta à, nó cũng phát diện kém. Đó, thì ca cu kẽm, ca à, cu kẽm và cái humixa à, là những cái là những cái sản phẩm à, là những cái sản phẩm quý vị còn, à, à, cũng như là một uh, sản phẩm quyền thổi, à, thổi à, để, để để chuyên à, chuyên cung cấp. À, những cái hàm lượng canxi si, à, cũng như là hàm hàm lượng đồng kẽm à, vào trong đất để cho để cho đất chúng ta nó sẽ bị à, ấm dặn lên tại vì có hàm lượng canxi si thì đất bị ấm dặn lên đồng thời nữa thì cái nồng độ ph đất nó sẽ giảm lên và nó tăng à, à, nó sẽ tăng cái 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 nồng độ ph hay quý con à, cái ai nhầm nó tăng cái, cái 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 tỷ lệ ph lên đất chúng ta nó bớt chua hơn À, khi mà những cái hệ gãy màng à, nó mới nó được tái tạo ra ha, thì nó gặp những cái dinh dưỡng à, à, tại chỗ mà chúng ta bón à, trước đó à, thì nó sẽ được hấp thu à, nhanh nhanh hơn heo quý con à, nhanh hơn à, cung cấp kịp thời hơn để cho à, cái quá trình sinh trưởng như là phát triển của cây nó diễn ra được tốt hơn để tốt hơn hàng quý con ha đó thì cái liều lượng kia cũng muốn chia sẻ cho quý bà con luôn. À, thì cái một ký một một bịch à, à, cao cu kẽm à, và một cái ký humic băng hoặc là cái cái xô gel gel humic ha quý bà con. Đó, thì à, chúng ta quý bà con à, à, pha 400 lít nước à, 400 lít nước đối với cái cây chúng ta mới trồng hai à, tháng như thế này. À, quý bà con tưới cho kia tầm từ 3, à, từ 2 tới 3 lít nước ha quý bà con tưới trực tiếp vào cái gốc này cho kia nha. À, đó. Và, à, và giờ giờ quý cô con à, thường xuyên à, từ 10 ngày à, quý cô con tưới lại kia ăn lần. Đó 10 ngày quý cô con tưới lại cho kia ăn lần à, thì à, cái cây chúng ta nó sẽ à, à, phát triển được bền vững ha, ha. quý con ha. Đó thì à, kia cũng có để lại những cái số điện thoại trên màn hình á, à, thì quý cô con cần thiết à, điện thoại trực tiếp cho kia nha. À, thì kia à, à À, sẽ tư vấn à, kỹ thuật hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị con. Chúng ta để chăm sóc vườn để à, cái vườn à, cây chúng ta. À, thì sau khi, khi mà ở giai đoạn cây con mà trồng nó, nó sẽ phát triển à, được à, mạnh mẽ hơn. Hai quý vị con ha. Đó, thì à, Kia cảm ơn quý vị con theo dõi cái video này của Kia. À, thì một lần nữa thì à, à, Kia tạm kết thúc video đây ha quý vị con. À, thì cũng hẹn quý vị con lại một cái video tiếp theo.